Và các bạn, theo truyền ngôn từ xa xưa, vùng đất này có bến sông rộng lớn. Xuôi theo dòng chảy từ thượng nguồn, nhiều cây cối đã trôi giặt vào đây. Hàng ngày, người dân trong làng thường ra bến sông để vớt củi về bán. Hoạt động buôn bán ngày càng trở nên tấp nập, đông vui. Từ đó, địa danh này khoác lên mình một cái tên rất gần gũi và đúng với tính chất của nó, Xài Thị hay còn gọi là chợ củi. Và Xài Thị cũng chính thức mang tên làng kể từ đó cho tới nay. Sông dàn yêu thương, cờ búa liềm bay trong gió. Cây đa đông cao thiên trụ mỹ duyên, đồn bốn đào huyên phương trụ lạc thủy. Máu đào đã đổ ngày nào chưa quên. Quê anh hôm nay từng ngày đổi mới, xanh mướn bay ngô lúa vàng chiếu hàn, nhãn lồng an cành bưởi ngọt quê ta, mảnh đất phù sa buồn mùa tôn người. An vĩ bình minh phùng hưng biển hoa, đường dòng thanh thang chảy đi muôn ngả. Anh đưa em về phố phủ và các bạn, Xài Thị là mảnh đất cổ có lịch sử phát triển từ lâu đời. Xưa kia Xài Thị có tên gọi là Xài Trang, thuộc Tổng Đại Quan huyện Đông Yên Phủ Khoái Châu, Sơn Nam Thừa Tuyên. Năm Minh Mệnh thứ 12, 1831, tỉnh Hưng Yên chính thức được thành lập. Khi đó Xài Thị là một xã thuộc Tổng Đại Quan huyện Đông Yên Phủ Khoái Châu. Tháng 2 năm 1946, ba xã là Đại Quan, Thuần Lễ và Xài Thị đã hợp lại thành xã Chí Minh. Đến cuối năm 1949, xã Chí Minh đổi tên thành xã Đại Hưng. Để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, xã Đại Hưng đã tách làm ba. Thôn Đại Quan tách thành một xã gọi là xã Đại Hưng. Một trại của thôn Đại Quan cắt về sát nhập với xã Chí Tân, nay gọi là thôn Tân Hưng. Thôn Thuần Lễ và thôn Xài Thị hợp lại thành một xã, lấy tên là xã Thuần Hưng từ đó cho đến nay. Vốn là vùng quê ở xa thành phố, thị xã, nhưng lại tiện đường thủy, đường bộ, nơi có chợ giàn sầm uất đông vui, đặc biệt là có đền Xài Thị, một địa điểm tâm linh, linh thiêng, nơi trên bến di thuyền, một vị trí được coi là đắc địa, rất phù hợp cho các hoạt động bí mật. Chính vì thế, năm 1928, cấp trên đã cử đồng chí Nguyễn Tiến Trạc, quê ngoại ở Đại Quan, về nắm bắt tình hình, tuyên truyền giác ngộ quần chúng và phát triển phong trào cách mạng ở Xài Thị. Cuối năm 1928, khi phong trào cách mạng đã đủ mạnh, cấp trên đã tuyên bố thành lập chi bộ hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Chi bộ hội đã tổ chức in ấn tài liệu, tuyên truyền giác ngộ quần chúng, vận động nhân dân chống sưu cao thuế nặng, chống bắt phu, bắt lính. Chi bộ phân công nhiệm vụ cho các đảng viên tới các thôn Thuần Lễ, Quan Xuyên, Lan Đình, huyện Khoái Châu, Giai Thôn, ấp Nhân Lý, huyện Ân Thi tuyên truyền giác ngộ cách mạng. Mặc dù bị mật thám và chính quyền tay sai địa phương theo dõi nghiêm ngặt và kiểm soát gắt gao, nhưng nhờ có sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào cách mạng từ Xài Thị đã lan rộng ra các vùng lân cận. Nhân kỷ niệm lần thứ 12 cách mạng tháng 10 Nga, mùng 7 tháng 10, 1929, chi bộ hội Xài Thị đã tổ chức treo cờ đảng ở Xài Thị, huyện Khoái Châu, chợ Trương Xá, huyện Kim Động, chợ Đìa, chợ Thi, huyện Ân Thi, phân công giải truyền đơn, dán áp phích hoan nghênh cách mạng tháng 10 Nga,
kêu gọi nhân dân đoàn kết đấu tranh với kẻ địch. Cùng với các hoạt động nói trên, chi bộ còn tổ chức cho đảng viên học tập cuốn Đường Cách Mệnh của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, nghiên cứu sách và các tài liệu từ nước ngoài gửi về. Thấy phong trào đủ mạnh và để phù hợp với xu thế cách mạng, tháng 12 năm 1929, cấp trên đã chính thức tuyên bố chuyển chi bộ Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng thành chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Sải Thị, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Hưng Yên, địa chỉ đỏ của cách mạng Việt Nam. Ngay từ đầu năm 1928, đồng chí Nguyễn Tiến Trạc, bây giờ là hội viên Hội Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, về tuyên truyền tại khu vực làng Sải Thị, phong trào cách mạng của Thuần Hưng Nam ra đến các tận Ân Thi và xã Nghiên. Sau đó chi bộ Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội thành lập chính thức ở phía ra Sải Thị, có 7 đồng chí: một đồng chí Chu Đình Vọng, đồng chí Vũ Văn Hồ, Trần Đình Ấn, Hoàng Ngọc Cửu, đồng chí Đặng Ngọc Đoán. Trên Đại Hưng là có đồng chí Nguyễn Khắc Cần, Nguyễn Khắc Chuyên. Chúng ta khẳng định mà ra đời chi bộ Sải Thị tháng 12 năm 1929 ở Hưng Yên là có ảnh hưởng rất là lớn đến phong trào cách mạng của bản thân tỉnh Hưng Yên, nhưng đồng thời có ảnh hưởng liên kết cái phong trào cách mạng của các tỉnh Bắc Kỳ, đặc biệt là các tỉnh của Đồng bằng Bắc Bộ. Mặc dù chỉ có 7 người thôi, nhưng mà từ đấy mà phát triển rộng ra trong phạm vi cả tỉnh và liên kết với các cái phong trào ở các tỉnh khác. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Sải Thị, chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Hưng Yên, trong quá trình hoạt động bí mật để che mắt bọn thực dân và bè lũ tay sai phản quốc, các cán bộ của đảng đã lấy đền làm nơi họp hành bí mật. Cụ Từ nhà đền đã tạo mọi điều kiện để bảo vệ cán bộ. Các tài liệu bí mật của chi bộ cũng thường được cất giấu ngay tại đền. Chính nhờ những yếu tố đó đã góp phần giúp cho chi bộ được an toàn và thúc đẩy phong trào đấu tranh cách mạng của địa phương ngày càng phát triển. Năm 1944, đội tự vệ của Sải Thị được thành lập. Vào các buổi tối, các thành viên của đội thường xuyên có mặt tại đền để tập luyện. Trong những năm 1944-1945, đền đã trở thành địa điểm hội họp tuyên truyền đường lối cách mạng của đảng. Ngày 20 tháng 8 năm 1945, đội tự vệ và quần chúng của địa phương đã tập trung tại đền, liên kết với nhân dân các địa phương lân cận tiến về huyện lỵ Khoái Châu để giành chính quyền về tay nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đền Sải Thị Thượng không chỉ là nơi chứng kiến những cuộc họp bí mật của các đồng chí cán bộ cách mạng, mà còn là nơi diễn ra những ngày hội tổng quân tiến đưa lớp lớp con em của quê hương lên đường diệt giặc. Trong kháng chiến thì đây là nơi tuyên truyền cách mạng, nơi tập luyện của các tổ dân quân du kích vũ trang. Và ngày 20 tháng 9 năm 1949, khi thực dân Pháp mở một cuộc hành quân vào đây, thì đội du kích sông Giàn đã treo một quả mìn đằng sau cửa đền. Và riêng quả mìn đó đã làm coi như hai sĩ quan Pháp và coi một số lính ngụy chết và bị thương. Ngay sau đó, Pháp về trả thù, tất cả nhà gác hai bên phố là bị dần đổ hết. Có một người bị bắt tra tấn đau quá, không chịu được, thì khai ra là tài lệ số trên nóc đền. Lập tức một cuộc tàn sát đẫm máu của thực dân Pháp và tay sai do tên thượng sĩ Đinh Văn Địch cầm đầu. Chúng đã nôi tài liệu xuống, bắt dân đảng tập họp vào sân đền, sau đó bắt và xử bắn một số người và phá sạch đền. Để tôn vinh những giá trị đặc sắc về lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng trên quê hương Thuần Hưng, thông qua đó nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp nối, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã quyết định xây dựng nhà truyền thống, khu di tích lịch sử cây đa Sải Thị. Sau một thời gian thi công hết sức khẩn trương, ngày 14 tháng 8 năm 2020, công trình nhà truyền thống, khu di tích lịch sử cây đa Sải Thị, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Hưng Yên, đã chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động. Sự kiện xây dựng và đưa nhà truyền thống, khu di tích lịch sử cây đa Sải Thị đi vào hoạt động đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn. Bước đầu đã hé lộ những tư liệu vô cùng quý giá về lịch sử và vùng đất, con người nơi đây. Trao đổi với chúng tôi, nhà sử học Lê Văn Lan, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường cho biết, Sải Thị
vốn là bến sông. Quãng sông này rộng khoảng 130 mét, từ Sài Thị ra sông Hồng chỉ hơn 2 km. Xưa kia Sài Thị là một điểm nghỉ chân rất thích hợp cho người từ kinh thành Thăng Long về phố Hiến, Hưng Yên buôn bán, hoặc sang Hưng Hà, Thái Bình, hoặc xuôi xuống Thiên Trường, Nam Định. Vì thế, khi tiến quân diệt giặc Nguyên Mông bằng đường sông, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và Vua Trần Nhân Tông đã dừng chân tại khu vực này, hay còn gọi là Đại Mang Bộ, để bàn kế sách đánh giặc. Chúng tôi có nghiên cứu và xác định rằng trong cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có viết trước khi vua và quân nhà Trần đánh thắng trận Tây Kết thống nhất Giang Sơn, vua Trần Nhân Tông và Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông đã từng đóng đô trên vùng đất Đại Mang Bộ để đưa ra kế sách. Trong cái vùng đất Thuần Hưng này thì theo như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng đã chỉ ra là một trong những cái địa danh mà rất là có ý nghĩa với triều Trần. Vua Trần cùng với Thái Thượng Hoàng cũng đã từng về đây có một cái trại nó giống như hành doanh để mà hội binh hội tướng, đặc biệt là lần kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai 1285. Khi đấy thì quân Nguyên Mông rất mạnh, các vua Trần tổ chức các cuộc lui binh cũng như các cuộc hành quân để phản công nhân dân của các cái vùng đất ven sông Hồng, trong đó có cái vùng đất mà chúng ta đang đứng đây, đã nghe theo vua cất giấu thuyền bè, chuẩn bị quân lương và tìm đường vạch hướng để báo cho các vua Trần khi mà các vua hội quân để mà tiến hành cái chiến dịch phản công. Và chúng ta có một cái võ công Hàm Tử bắt sống Toa Đô, có câu là cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô, sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã. Những cái chiến công đó đã gắn chặt với cái vùng đất xã Thuần Hưng của chúng ta hôm nay. Theo nhà sử học Lê Văn Lam, cách địa điểm Tây Kết khoảng 5 km, có một địa danh gọi là Bến Đại Mang. Địa điểm này nằm trên sông Giàn, chính là con sông nhánh nối sông Cửu An và sông Hồng. Nơi đây, thời phong kiến từng có tên là Tổng Đại Quan, nay thuộc hai xã Thuần Hưng và Đại Hưng. Căn cứ vào các tài liệu, nhà sử học Lê Văn Lan khẳng định địa danh Đại Mang Bộ chính là vùng đất thuộc xã Thuần Hưng và các xã chung quanh ngày nay. Chúng ta hãy tự hào mà sống lại cái thời khắc vẻ vang trọng đại của lịch sử năm 1285. Lúc đó cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên xâm lược bước vào giai đoạn quyết định, giai đoạn kết thúc. Sau 6 tháng quần thảo với lại 50 vạn quân Mông Nguyên, một cuộc xâm lược ác độc nhất trong 3 lần xâm lược của Mông Nguyên ở thế kỷ 13 đã diễn ra quanh địa điểm này. Trận thắng Trương Dương ở bên kia sông bây giờ là thuộc huyện Thường Tín, nhưng mà trận Hàm Tử là ở Khoái Châu, là ở Hưng Yên này. Sau 2 trận thắng đó thì đến cái trận thứ 3 là trận Tây Kết. Trận này lực lượng của giặc là do tướng Toa Đô cầm đầu. Toa Đô đánh Chiêm Thành là để tạo ra một gọng kìm từ phía nam nước Đại Việt đánh thốc lên, phối hợp với lại cái gọng kìm do chính Thái tử Thoát Hoan cầm đầu một cánh đại quân nữa từ phía bắc xuống để làm nhiệm vụ là bắt sống triều đình nhà Trần và buộc đất nước Đại Việt phải quỳ gối đầu hàng. Lúc bấy giờ đấy, nhà Trần đã tạo ra được một cái chiến lược thoát hiểm, dùng những thuyền nhỏ đấy đưa cả triều đình đi ra biển, tránh được sự hợp quân của hai gọng kìm, chuyển hóa cái thế trận, cái cục diện chiến tranh ấy. Và kết quả cánh quân của Thoát Hoan thì phải chạy trở về biên giới và sa vào cái bẫy mà Trần Hưng Đạo
đã dựng lên ở Vạn Kiếp và bị tiêu diệt. Còn thì chủ tướng phải chui vào ống đồng mà thoát thân chạy về nước. Bây giờ thì đến số phận của cánh quân phương Nam do tòa đô chỉ huy ở cái địa điểm Đại Mang Bộ, tức là bến Đại Mang. Bây giờ là ngay trên đất quê hương chúng ta, hai vua nhân dân tập kết ở đây. Trước tiên nhận được sự đầu hàng của một tướng của quân Nguyên, sau đó thì sử dụng cái lực lượng đầu hàng ấy cùng với lại quân đội của mình ấy, đánh trận Tây Kết. Và kết quả thật là mỹ mãn. Lần đầu tiên một tướng chỉ huy cỡ lớn của quân xâm lược ấy bỏ mạng ở chiến trường nước Đại Việt, đó là tòa đô. Thì sử Trung Quốc chép là tòa đô cưỡi ngựa chạy trốn, rồi ngựa và người sa xuống nước, do đó tử trận. Nhưng thật ra chúng ta có bằng cớ rất rõ ràng là tòa đô bị chém đầu ở vùng đất này. Và một cảnh tượng rất cảm động được ghi rõ ràng vào Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ấy là sau trận thắng, vua Trần Nhân Tông xuất hiện ở trên chiến trường tại đây, và quân sĩ thì dâng cái mâm, trong đó đặt thủ cấp của tòa đô lên người chỉ huy trận chiến thắng. Vua Trần Nhân Tông cởi cái chiến bào mà ngài đang mặc phủ lên cái thủ cấp của tòa đô và nói: kẻ làm bầy tôi nên như thế này. Vậy thì tất cả mọi người hãy trông vào đây mà rèn luyện cái sự trung thành vì đất nước, vì quê hương. Như vậy chúng ta có một địa danh thống nhất, ấy là Đại Mang Bộ. Bộ là bến và tên là Đại Mang. Nhiều đoạn sử khác, kể cả quyển sách nổi tiếng của giáo sư Hà Văn Tấn và giáo sư Phạm Thị Tâm, vẫn viết là Đại Mang Bộ ở đâu hiện chưa tra cứu được. Nhưng mà chính là sử dân, lòng người và thực địa ở đây cho ta biết Đại Mang Bộ là ở chỗ này. Cái giá trị của ba cái chữ Đại Mang Bộ, tức là bến Đại Mang, gắn bó với lịch sử, với quê hương, với con người ở đây đấy, có ý nghĩa trọng đại là như thế. Có được những cái chứng tích về lịch sử văn hóa như vậy, chúng ta là những người hậu nhân về sau thì chúng ta rất cần thiết để có một cái biểu tượng khái quát được cái thời đoạn lịch sử, và đặc biệt là cái sự kiện lịch sử là hai vua Trần ở đây trước khi mà phản công giặc và bằng cái chiến thắng mà bắt sống tòa đô. Chúng tôi là những nhà nghiên cứu về lịch sử văn hóa, cũng mong lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo huyện Khói Châu, lãnh đạo xã Thuần Hưng có thể có những cuộc hội thảo để xây dựng một biểu tượng Đại Mang Bộ, để cái biểu tượng này trường tồn mãi mãi cho muôn đời sau. Rất hiếm thấy ở các nơi khác, ấy là cái truyền thống đánh giặc, giữ nước, xây dựng đất nước từ thời Hào Khí Đông A, thời Lý Trần, xuyên suốt nhiều thế kỷ của lịch sử. Nếu chúng ta làm được một cột biểu tượng, từ cái cột biểu tượng đấy nương theo cái truyền thống kiến thiết xây dựng các công trình tưởng niệm ghi dấu của dân tộc, không cần to lớn nhưng tinh tế và sâu sắc để đáp ứng yêu cầu của lịch sử, báo nghĩa với anh linh tổ tiên tiền bối. Từ những cứ liệu lịch sử được hé mở, Đảng bộ và nhân dân Thuần Hưng mong muốn một ngày không xa, bên cạnh di tích lịch sử cách mạng cây đa Sải Thị sẽ có thêm một công trình văn hóa tâm linh mang tên Đại Mang Bộ, một dấu son chói lọi, niềm tự hào của cả dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước.
được ghi dấu trên quê hương xứ Nhãn. Nhiều nét đôi thay từng ngày đẹp quá, vui cùng anh từ áo bên mây, ta cùng nhau về trời hồi mùa xuân. Ôi quê hương anh từ áo bên mây, ta cùng nhau về trời hồi.